Thưa quý vị, đoàn kết, thống nhất là nguồn sức mạnh to lớn của Đảng ta. Thực tế đã chứng minh, chính sự đoàn kết thống nhất đã giúp Đảng ta vượt qua những khó khăn thử thách trong từng giai đoạn cách mạng khác nhau và đạt được những thành tựu rất to lớn. Trong bối cảnh hiện thời khi mà các thế lực thù địch ra sức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, thì sự đoàn kết thống nhất trong Đảng chính là bức tường thành vững chắc, khiến cho những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch trở nên lạc lõng và tự nhiên bị vô hiệu hóa. Đoàn kết thống nhất trong Đảng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể hiểu đơn giản là Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh chỉ như một người, tất cả cùng chung một mục đích, một lợi ích, đó là ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Không chỉ là đoàn kết lý tính, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tức là dựa trên cái sự chia sẻ đồng thuận trung thành với ý thức hệ, Mác gọi cái đó là Ideologische Geschlossenheit, tức là sự cố kết về ý thức hệ sẽ tạo nên cái vững bền ở trong nội bộ Đảng. Ở phương Tây thì các nhà tư tưởng gọi đấy là đoàn kết. Trên chặng đường phát triển, đoàn kết thống nhất phải có nguyên tắc, chứ không thể đoàn kết chung chung. Nguyên tắc quan trọng nhất để xây dựng, củng cố khối đoàn kết chính là thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở đảng viên, muốn đoàn kết tốt thì phải phê bình, tự phê bình tốt. Nghĩa là xuất phát từ đoàn kết mà phê bình và tự phê bình. Phê bình và tự phê bình để đi đến đoàn kết hơn nữa. Mà phải thực hiện đúng như bác nói. Phê bình, tự phê bình phải trung thực, thẳng thắn và để chân thành xây dựng để đoàn kết hơn, tiến bộ hơn. Phê bình và tự phê bình để đi đến đoàn kết hơn nữa. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trước hết bắt nguồn từ sự hiểu biết và giác ngộ chính trị của mỗi đảng viên. Chi bộ vốn là tổ chức Đảng gần gũi nhất, sâu sát nhất với mỗi đảng viên. Do đó, việc xây dựng củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng phải bắt đầu từ chi bộ. Chi bộ phải thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, xây dựng tình cảm gắn bó giữa những cán bộ đảng viên với nhau và giữa cán bộ đảng viên với quần chúng. Mặt khác, mỗi cán bộ đảng viên cần phấn đấu, rèn luyện, trau dồi tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Xem đó vừa là một chuẩn mực đạo đức cách mạng, vừa là một nhân tố cơ bản để xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Chi bộ là một cái cơ sở đầu tiên để tạo nên sức mạnh của Đảng, của toàn Đảng. Chi bộ mạnh thì toàn Đảng mạnh. Bởi vậy là muốn xây dựng được sự đoàn kết thống nhất ngay từ chi bộ đấy, thì cái điều đầu tiên ấy là mọi cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu chi bộ, tức là đồng chí bí thư ấy, là phải xác định rõ được cái tầm quan trọng của việc tự phê bình và phê bình, và phải thường xuyên lãnh đạo chi bộ thực hiện nghiêm túc cái việc tự phê bình và phê bình. Đặc biệt, mỗi chi bộ phải sớm phát hiện và giải quyết dứt điểm mọi mầm mống mất đoàn kết ngay từ khi mới manh nha. Hiện tượng đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức hiện như những con virus âm thầm hủy hoại tính chiến đấu của các tổ chức đảng, khiến cho nhiều cán bộ đảng viên hoang mang, dao động trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá mà hàng ngày, hàng giờ, lực lượng phản động âm thầm tung ra. Kết của cơ quan tổ chức đó thực chất đang là hình thức. Nguy hại hơn, nó sẽ trở thành như một tổ mối lâu ngày, dần dần sẽ dẫn đến những cái sai phạm của tổ chức. Không ai dám nói, không ai dám đề xuất, cho nên mới đến một ngày thì sai phạm không cứu vãn nữa. Hiện nay, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện diễn biến hòa bình, dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn, mua chuộc, kích động, chia rẽ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, hòng làm giảm uy tín của Đảng. Chính vì vậy, xây dựng và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng vừa là nhiệm vụ lâu dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách.